Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển kinh tế đất nước, ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể, chủng loại, cơ cấu sản phẩm ngày càng đa dạng, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Một số mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu, các sản phẩm hóa chất cũng là nguyên liệu đầu vào giúp cho nhiều ngành công nghiệp khác phát triển. Với vai trò là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp khác, tăng trưởng của nhóm sản phẩm hóa chất cơ bản là một trong những yếu tố góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo mục tiêu đề ra. Hầu hết các dự án trong những năm gần đây như tổ hợp hóa dầu Nghi Sơn, Long Sơn, các nhà máy phân bón, hóa chất thuộc Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đều sử dụng công nghệ tiên tiến, tương đương với trình độ khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp lâu năm trong ngành hóa chất cũng đã chú trọng tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật, cách thức sản xuất mới và thu được những hiệu quả rõ rệt. Ví dụ như công ty cổ phần hóa chất cơ bản miền Nam và công ty cổ phần hóa chất Việt Trì đã ứng dụng công nghệ điện phân sút clo màng trao đổi ion. Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, công ty cổ phần cao su miền Nam đầu tư nhà máy sản xuất lốp xe tải, lốp ô tô đặc chủng cho xe siêu tải trọng. Loại sản phẩm này có giá trị sản xuất công nghiệp cao với tiềm năng khai thác là thị trường trong nước. Công ty cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã triển khai công trình chuyển đổi công nghệ sản xuất axit sulfuric từ tiếp xúc đơn hấp thụ một lần sang công nghệ tiếp xúc kép hấp thụ hai lần. Bên cạnh đó, để thích ứng với nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp này đã nhanh chóng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất để đảm bảo phục vụ thị trường một cách tốt nhất. Đứng trước cái vấn đề là áp dụng cái 4.0 vào trong công nghệ sản xuất thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng triển khai áp dụng được cái công nghệ 4.0 vào quản lý cái vòng đời sản phẩm, truy xuất sản phẩm. Cụ thể là chúng tôi đã áp dụng cái tem QR code cho cái sản phẩm phân bón của chúng tôi chính thức từ năm 2021. Với cái tem QR code này được áp dụng cho các sản phẩm phân bón thì giúp công ty chúng tôi thứ nhất là quản lý được cái vùng bán. Vấn đề thứ hai là chúng tôi xác thực được cái hàng chính hãng, tức là sản phẩm của chúng tôi đến bà con nông dân là chúng tôi xác thực được hàng chính hãng, ngăn chặn cái hàng giả, hàng kém chất lượng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất khẳng định đã được lợi nhiều mặt khi áp dụng công nghệ mới, hiện đại, thiết bị tiên tiến, điều khiển tự động, không những hiệu quả sản xuất tăng, định mức tiêu hao nguyên liệu giảm mà các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường cũng được nâng cao. Tại doanh nghiệp này, để đảm bảo phát triển bền vững hướng tới tăng trưởng xanh, ngay từ khi triển khai các dự án, tất cả các nhà máy của doanh nghiệp đều được xây dựng trên nền tảng phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật hiện đại, ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường có tính cạnh tranh cao nhất. Muốn phát triển được ấy, thì xây dựng thương hiệu thì ngoài cái chất lượng sản phẩm thì là những cái sản phẩm mà dùng những cái nguyên liệu nó thân thiện với môi trường, nó đảm bảo cho chúng xã hội chúng ta phát triển một cách bền vững, là ngoài cái chuyện nâng cao thu nhập kinh tế thì phải đảm bảo cái môi trường sống. Thì đây là một trong các tiêu chí mà Vico rất là quan tâm, tức là Vico lấy vấn đề chất lượng sản phẩm là cái số 1, cái thân thiện môi trường là cái số 2 để làm mục tiêu phát triển và hoàn thiện những cái việc mà giảm thiểu những cái chất thải để giảm thiểu ô nhiễm theo đảm bảo tăng trưởng xanh theo cái chỉ thị 1658 cho giai đoạn phát triển từ 21 đến năm 30 và tầm nhìn đến năm 50. Hiện nay, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất là một xu hướng tất yếu đối với sự phát triển chung của tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Đây cũng chính là yếu tố giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Ví như việc đưa các robot tự động vào làm việc tại các nhà máy hóa chất thì không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giúp giảm áp lực về lao động trong các khâu nặng nhọc, đồng thời giúp bảo vệ môi trường. Viện nghiên cứu cơ khí nhận thấy là chúng tôi cần phải nghiên cứu và áp dụng cũng như triển khai các cái hệ thống tự động và cụ thể là các hệ thống robot để giảm thiểu những cái ảnh hưởng tới sức khỏe con người và tăng cái năng suất lao động cho nhà máy. Về cái hệ thống robot bốc xếp tự động thì chúng tôi đã xây thiết kế, triển khai, lắp đặt
một số hệ thống robot cho các nhà máy sản xuất bột giặt, nhà máy sản xuất phân bón, các cái giải pháp sử dụng tay máy kết hợp với các hệ thống băng tải hỗ trợ và máy tự động để cải tiến và hỗ trợ con người trong quá trình bốc xếp hàng lên pallet. Công ty của tôi là hoạt động về cái chân ngành chất tẩy rửa lỏng, là trước đây là hầu như là sản xuất đa số bằng hệ thống bằng thủ công, nhưng mà trong năm 2021 thì đầu tư hệ thống robot xếp thùng thành phẩm. Thì trong quá trình mà vận hành robot xếp thùng thành phẩm thì đem lại hiệu quả như là, thứ nhất là giảm được chúng tôi giảm được 6 lao động trong một ca sản xuất. Thứ hai là được tăng năng suất của trong giờ làm việc. Thứ ba nữa là có hệ thống robot này thì chúng tôi giảm được cái sức nặng cho công nhân. Theo nhận định của Cục Hóa chất Bộ Công Thương, nói tới phát triển công nghiệp hóa chất là nói đến sự kết hợp hài hòa giữa phát triển nhanh và bền vững, giữa phát triển theo hướng hiện đại và tăng trưởng xanh. Tại dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 mà Bộ Công Thương đang trình Chính phủ, có thể thấy rõ nét những định hướng phát triển ngành theo cả chiều rộng và chiều sâu. Việc hình thành các khu công nghiệp hóa chất tập trung sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo động lực cho phát triển công nghiệp hóa chất, hứa hẹn đem lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam là một ngành công nghiệp xanh và hiện đại. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tham mưu, đề xuất xây dựng khung khổ pháp luật, xây dựng các chính sách hỗ trợ đủ mạnh, làm tiền đề cho ngành công nghiệp hóa chất phát triển thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại.